cửa ra. Ờ, thứ 35 đó, mở thứ 3 đi. Trời ơi, ông mình thẩm chưa? Nha họ. Bài xong. Ai bên nhà, ai đóng rác. Ai đâu mình liệu. Ờ, mình xuống mình dậu. Nơi thằng có hai thùng rác, hai bên nhà. Đổ bên một cũng được. Rồi. Ăn con. Ừ. Như phim chủ đạo. Tâm nơi đó phim chủ đạo. Mình ăn phim chó đẹp vậy thật. Đều có biết. Không ăn cơm. Ăn gì mà ăn thịt. Chắc không ăn thịt. Vậy ăn chứ lộn không à con này. Thôi về về. Đó thôi, thôi để đi ra. Để đó làm cô nó bác bữa nào rồi. Có hạt cô này này. Đi tìm được chúng mình của anh. Tới đó, tới đây đứng xin đi. Khẩu mà em sẽ xồ luôn lại chứ đừng uống lấy luôn. Chưa đang chuẩn bị mà. Chưa hình xấu, mới chuẩn bị. Chị Hương chị chọn hay nghe. Má có đón một kiểu ra đó mà. Hả? Má có đón một kiểu ra đó. Ủa thế hả? Ờ. Có hẹn hả? Dạ. Rồi cỡ hả? Em. Em. Em dẫn những việc qua đây để thật thật nhé. Em để ý lại đi nhé. Má đi ngăn má mới cười đi má. Dạ, chào chị. Dạ, bốn ghế, bốn người ngồi, bốn người đứng nè. Cái ghế này ngồi chung cũng chọn đây. Ông bà đây. Ông bà, tôi đi chung ra đây. Nè. Nè. Ba tính nó nhiều quá vậy. Mấy hết ở ngoài nha. Đầy hết, nó cố nó quay luôn. Đúng rồi, bên ngoài có bác nè. Quay được cái chân đầu rồi. Ba tùm lum á. Quay chuẩn bị đi. Đó, số không kém cái đang đâu. Đúng không? Đi. Đâu đâu? Đi đâu? Không? Ủa, tôi có đâu rồi. Bà căng ghê luôn nhỉ. Ờ, giúp mấy anh cái chị. Dạ, giờ đi tăng dân số, đột biến à. Đi bắt đầu đi. Bắt đầu đâu? Đấy. Không,
Các cháu, ồ, các thành viên họ,
được giới thiệu ba chúng tôi. Có một số ý kiến trong cái buổi họp mặt của đại gia đình ngày hôm nay. Xin mời bạn. Không lười đi không?